nay chúng ta sẽ cùng làm món bánh gạo lứt yến mạch gà salad nha. Nguyên liệu cần có là hai trái ớt chuông, các hạt lựu hay cắt lát thì tùy bạn nè. Thịt gà thì mình sẽ sử dụng phần thịt ức là tốt nhất. Trong khi áp chảo thì bạn rắc thêm một ít muối, một ít tiêu để thịt có thêm hương vị, và nhớ là phải trả mặt thịt tóc. Ớt chuông thì mình chỉ cần đảo sơ trên chảo là được. Sau khi xong phần nguyên liệu thì bạn cho tất cả lên trên mặt bánh, rắc thêm một ít ngò và thêm một ít tương ớt. Trời ơi, ngon không khác gì hamburger của nhà hàng luôn. Mình vừa phát hiện ra cái món giò gà nấm hương siêu ngon này nè. Trời ơi, nó là cục thịt gà nguyên miếng, có nhân là cái nấm hương to bự nữa. Món này thì mình sẽ ăn với măng tây luộc nha. Giò gà thì mình cắt thành lát mỏng và áp sơ trên mặt chảo cho nóng và dậy mùi. Sau khi nước sôi thì bạn cho măng tây vào luộc sơ thôi, rồi xếp tất cả các nguyên liệu lên bánh. Thêm một ít sốt mayonnaise bên trên, ngon hết sảy luôn. Kìm không được lòng phải làm thêm miếng nữa đó. Ăn chiên vừa ngon vừa tiện, hôm nay mình làm món bò xào rau củ nha. Nguyên liệu gồm có ớt chuông, dưa leo, cải thìa và cần tây. Bạn có thể thay hoặc thêm các loại rau củ khác mà mình thích cũng được nè. Rau củ và thịt bò thì mình cắt hạt lựu hoặc cắt miếng vừa ăn. Xào riêng rau củ trước, nêm xíu dầu hào rồi đảo sơ thôi để giữ lại được độ tươi giòn của rau. Mình lo quay quá nên lỡ xào hơi chín rồi, hu hu. Thịt bò thì nêm chút muối, chút tiêu và chút dầu hào. Xào cho đến khi thịt chín thì đổ rau củ vào đảo đều lại lần nữa là xong rồi. Món này mọi người trong nhà ăn với cơm, còn mình thì ăn với bánh gạo lứt. Bò thơm mềm, rau củ ngọt tự nhiên và bánh gạo lứt giòn rụm, ngon xỉu lên xỉu xuống. Ngon vừa tiện, hôm nay mình làm món gà cuộn cải thảo nha. Nguyên liệu cần có là cải thảo, bắp, cà rốt, hành tây và thịt gà. Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sơ sơ thôi nè. Nếu không có máy xay thì cắt nhỏ như mình cũng được. Trộn các nguyên liệu lại rồi nêm chút muối, chút tiêu và dầu hào. Cải thảo thì trần sơ qua nước sôi, lá đùa gấp lại thấy không bị gãy là được. Đừng có luộc chín cải thảo nha. Sau đó thì mình cho nhân vào lá cải thảo rồi cuốn lại. Lá nào nhỏ quá thì mình gấp đôi rồi cuốn lại là được nè. Cuốn xong thì đem đi hấp cách thủy 10 phút hoặc hấp chung với nồi cơm hàng ngày của mình cũng được nha. Trời ơi, nhân giòn ngon tự nhiên, gà thơm lừng ăn cùng bánh gạo lứt giòn giòn, ngon hết sảy con mà bảy luôn. Ăn kiêng vừa ngon vừa tiện với món tôm trứng ngũ sắc nhé. Nguyên liệu gồm có tôm, bắp, kim chi, bông cải xanh và trứng. Trứng nêm với muối và tiêu rồi đánh tan đều cùng tôm băm nhỏ. Cho bông cải xanh vào luộc. Tranh thủ khi chờ bông cải xanh chín thì mình chiên trứng với dầu ô liu. Nước vừa sôi thì vớt bông cải xanh ra rồi mình luộc tiếp bắp và áp chảo tôm nè. Rắc lên mỗi con tôm xíu muối, xíu tiêu rồi trở mặt đến khi tôm đỏ đều là xong. Rau củ ngọt mềm, tôm trứng thơm bùi pha chút chua chua của kim chi, ăn cùng bánh gạo lứt xốp giòn ngon mê ly.